Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tùa Chùa. Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân vùng cao huyện Tùa Chùa, những cây chè cổ thụ là biểu tượng về sức sống mãnh liệt, đồng thời cũng là cây chủ lực để xóa đói giảm nghèo. Trong giai đoạn hiện nay, để bắt kịp xu thế thời đại, chè Tùa Chùa cũng mang trong mình sứ mệnh hội nhập và lan tỏa. Việc tìm ra hướng phát triển mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng được so với yêu cầu của thị trường là ấp ủ bấy lâu nay của cô gái Nguyễn Mỹ Linh, sinh năm 1996. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Tùa Chùa là huyện có tiềm năng đất đai lớn, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với việc phát triển chè san tuyết có chất lượng cao. Cây chè san tuyết sống tự nhiên trên các núi đá, nhiều gốc chè có độ tuổi trên 100 năm. Khả năng thích ứng với sự khắc nghiệt của thời tiết, tích tụ được sương núi cùng với việc chè do người đồng bào dân tộc Mông thu hái lại không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ hay chất hóa học nào, nên chè tuyết san Tùa Chùa có chất lượng sạch, an toàn với sức khỏe. Chè san tuyết Tùa Chùa có hương thơm đặc trưng, màu nước vàng óng ánh. Khi uống còn lưu lại ở đầu lưỡi vị chát cùng với vị đắng, ngọt hòa quyện đậm đà tạo nên thương hiệu chè san tuyết. Mọc thành rừng, mọc như thành lũy bảo vệ nương lúa, đồi ngô và chè cây cao Tùa Chùa còn là tấm lá chắn ngăn gió đỡ mưa cho mỗi mái nhà của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Bởi thế mà cả khi cây chè không đem lại giá trị kinh tế gì, thì người Mông ở Tùa Chùa vẫn yêu quý gắn bó với cây chè như quý báu vật cha ông để lại. Năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển vùng chè tại 4 xã Xín Trải, Tà Xìn Thàng, Tà Phìn và Xính Phình của huyện Tùa Chùa. Giai đoạn năm 2006 đến năm 2015, tổng nguồn vốn của dự án là hơn 84 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu đầu tư vào các hạng mục cơ sở hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng sản xuất chè, trồng và chăm sóc chè, trồng rừng, khoanh nuôi rừng. Nhà nước quan tâm về phát triển cây chè thì có những cái chính sách hỗ trợ cho người trồng chè khi mà cây chè cho thu hoạch thì hỗ trợ cho là 700 kg gạo trên ha trên năm. Để từ cái đó thì bà con đã rất là quan tâm vào cây chè và sau cái thời gian hỗ trợ thì cây chè đã cho thu hoạch. Qua những cái năm đấy thì bà con thu nhập tương đối là ổn định. Và bà con coi đi đây là cây mũi nhọn để thu nhập và phát triển kinh tế của xã. Mà từ phát triển cây chè thì đã góp phần để giảm cái tình trạng là phá rừng làm nương và cái di cư tự do nói chung là được giảm rõ rệt. Trước đây, hầu hết các nhà máy chè sử dụng dây chuyền chế biến chè thủ công chưa hiện đại, các công đoạn vẫn cần nhiều sức người. Xong lại cho năng suất thấp, lượng chè đưa vào máy vò, máy sấy không đều, ảnh hưởng đến chất lượng. Cùng với đó, nhiều diện tích chè tại các thôn Báo Tỉnh Làng 1, 2, xã Tà Xìn Thàng, Mảng Chiềng, Cáng Tỉ, xã Xín Trải, Tà Phìn, Là Sa, xã Tà Phìn. Cây chè còi cọc chậm phát triển, dọc hai bên đường từ thôn Háng Sung đến thôn Là Sa, xã Tà Phìn có nhiều diện tích chè được trồng trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2015. Tuy nhiên, phần lớn các đồi chè này đều không còn đảm bảo đúng khoảng cách tỷ lệ cây. Một số diện tích chè người dân ít quan tâm chăm sóc. Chè của tôi là từ cái năm 90. Thì tôi cái chè này là trồng từ năm 1977, năm 1990 là bắt đầu tôi nhận khoán. Thế gia đình tôi thì không được không còn đất để trồng chè mới nữa. Cho nên tôi tôn tạo lại cái đồi chè này là từ năm 90 cho đến nay. Tôn tạo xong là tự hái chè xong sau chè bán. Còn bây giờ thì có nhà máy chè bao tiêu sản phẩm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin gác lại thời kỳ khó khăn trước đây của cây chè Tùa Chùa và cùng tìm hiểu câu chuyện về nữ giám đốc chè tâm huyết với cây chè san tuyết Tùa Chùa. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên đá Tùa Chùa, ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Mỹ Linh đã có niềm đam mê đặc biệt với cây chè san tuyết. Có lẽ niềm đam mê ấy cô được thừa hưởng từ người cha vốn cả đời gắn bó với ngành nông nghiệp và luôn trăn trở về mối quan hệ giữa giá trị của cây chè san tuyết với đời sống đồng bào các dân tộc nơi đây.
Tình yêu với cây chè cứ lớn dần theo sự trưởng thành của Nguyễn Mỹ Linh. Khi tốt nghiệp phổ thông, Linh đã quyết tâm thi đỗ vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thực hiện ước mơ. Đưa sản phẩm chè San Tuyết Tùa Chùa đến với các thị trường trong nước và quốc tế. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Mỹ Linh đã dành hầu hết thời gian ngoài giờ học để lên thư viện tìm hiểu, nghiên cứu tất cả những tài liệu có liên quan đến cây chè. Cô luôn tâm niệm là khi học xong đại học sẽ quay về Tùa Chùa để cùng những người nông dân quê mình phát triển cây chè, vốn là thế mạnh của vùng đất này. Năm thứ tư đại học, Nguyễn Mỹ Linh quyết định chọn đề tài cây chè để làm khóa luận tốt nghiệp. Đây cũng chính là quãng thời gian Linh có điều kiện để đi thực tế nhiều nơi, đặc biệt là những vùng nguyên liệu chè có tiếng. Linh đã được tiếp xúc và làm việc với nhiều chuyên gia và những người cùng đam mê trong lĩnh vực này. Cũng chính từ đây, Linh có thêm quyết tâm phải làm gì đó để cùng những người nông dân quê mình phát triển thương hiệu của cây chè. Khởi nghiệp từ khi chưa lấy bằng đại học, thành lập công ty với số vốn điều lệ lên đến 1,2 tỷ đồng. Mỹ Linh may mắn được gia đình hết lòng ủng hộ. Bên chén trà tỏa đầy hương thơm San Tuyết, ông Nguyễn Trọng Nghiêu kể cho chúng tôi về câu chuyện con gái mình lập nghiệp. Trong những ngày cuối cùng ngồi trên ghế giảng đường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Mỹ Linh đã đề xuất với gia đình muốn mở công ty trà. Khi đó ông Nghiêu khá bất ngờ và cũng không kém phần lo lắng. Dù biết Linh đam mê với cây chè từ nhỏ nhưng theo nghiệp chè là vất vả. Hơn nữa, Linh lại là con gái. Mất hơn một tháng vừa suy nghĩ, vừa thẩm định những kiến thức mà cô con gái tích lũy được trên ghế nhà trường, cùng với ý tưởng và mục tiêu mà cô quyết tâm theo đuổi, gia đình ông Nghiêu đã hoàn toàn bị thuyết phục. Linh là cái đứa út trong cái gia đình có ba anh chị em, đấy, mà tuổi thì nó nhỏ. Cho nên là phía gia đình thì khi cũng lo cái việc chỉ biết là cái theo cái xu hướng hiện tại là hiện thời ấy là cũng muốn lo cho cái công ăn việc làm nào đó nó nhẹ nhàng một chút, ổn định một chút. Đấy, thế nhưng mà em nó cứ quyết tâm nó làm chè thì gia đình can ngăn nhưng mà cuối cùng cũng không can ngăn được. Rồi cũng phải như bây giờ thì hiện tại mà nói là cũng phải ủng hộ và giúp đỡ em thôi. Niềm đam mê và tâm huyết với cây chè của cô gái sinh năm 1996 cùng với ước mơ ấp ủ hàng chục năm nay đã có cơ hội để trở thành hiện thực khi công ty Hương Linh do cô làm giám đốc chính thức được thành lập vào tháng 11 năm 2018. Bước đầu khởi nghiệp với độ tuổi còn trẻ để có thể tiếp xúc với một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, Nguyễn Mỹ Linh cũng gặp không ít những khó khăn thách thức như thị trường, khách hàng, giá cả, nguồn vốn, phong tục tập quán. Hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông thì tôi đã lên học đại học ở trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam và quyết tâm là tìm hiểu một loại cây để mình có thể làm một điều gì đó và tôi đã chọn cây chè. Thì sau khi học đại học xong thì tôi có trở về nhà và thành lập công ty với mục đích là khẳng định lại thương hiệu cho trà Tùa Chùa và xây dựng lại giá trị cốt lõi của vùng chè cổ thụ Tùa Chùa. Và một điều quan trọng hơn đó là có thể tạo được công ăn việc làm, phát triển an sinh ăn kế cho người dân ở trên vùng chè Tùa Chùa. Muốn thành công và có được niềm tin của khách hàng, công ty đã không nghĩ đến lợi nhuận trước mắt mà việc trước tiên cần làm là giới thiệu được sản phẩm cho nhiều khách hàng biết đến, qua đó sẽ dần tạo dựng uy tín cũng như chất lượng sản phẩm trên thị trường. Với chiến lược phát triển bền vững và mang tính chuyên nghiệp, Linh đã chọn đầu tư cho công ty một dây chuyền sản xuất chè hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính truyền thống và có sự can thiệp trực tiếp của yếu tố con người để làm nên sự khác biệt và đặc sắc trong từng sản phẩm. Như công nhân chúng tôi thì cũng được bên công ty rất là tạo điều kiện và cho đi tập huấn và tham quan những cái môi trường người ta làm chè, thì công ty cũng đầu tư máy móc để cho chúng tôi, công nhân chúng tôi làm chè theo đúng chất lượng. Ngoài những lợi ích về kinh tế, việc phát triển vùng chè còn mang lại nhiều lợi ích về xã hội, đó là việc đồng bào Mông, 4 xã, vùng dự án được nâng cao nhận thức, tập quán canh tác sản xuất trên đất dốc.
biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt. Đặc biệt, chính quyền địa phương không còn phải lo ngại về tình trạng di cư tự do, không yên tâm lao động sản xuất, bởi mỗi năm sẽ có hàng nghìn lao động tìm được việc làm ổn định nhờ cây chè. Đợt này thì bán một cân 50.000 để hái một chèo để hái được 15 cân. Thì đợt này thì 150 để hái một chèo để lượm 4 cân. Đợt này thì hái một chèo để lượm 3 cân, nhưng mà một cân 300. Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm mang thương hiệu chè Tuyết San cổ thụ Tổ Chùa, giá cả khác nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa thực sự đem lại giá trị thương hiệu cho vùng chè của huyện. Một số sản phẩm pha trộn hoặc sản phẩm kém chất lượng mang thương hiệu chè Tổ Chùa sẽ làm mất đi giá trị về mặt chất lượng cũng như làm mất đi sự tin tưởng của người tiêu dùng vào giá trị thương hiệu của sản phẩm. Do đó, công ty Hương Linh mở ra với mục đích khẳng định lại chất lượng và thương hiệu của chè San Tuyết Tổ Chùa, tìm lại sự tin tưởng của người tiêu dùng dành cho sản phẩm. Tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc bảo quản hóa học trong quá trình sản xuất chế biến sẽ đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chè đảm bảo an toàn và có lợi cho sức khỏe. Hiện nay, vùng chè cổ thụ Tổ Chùa đã được chứng nhận là vùng nguyên liệu hữu cơ tự nhiên đạt tiêu chuẩn châu Âu và công ty Hương Linh là đơn vị duy nhất được khai thác chứng nhận này nhằm nâng cao giá trị chất lượng và khẳng định thêm giá trị thương hiệu cho chè San Tuyết Tổ Chùa. Chương trình mỗi xã một sản phẩm, OCOP lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện Tổ Chùa và công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Linh là một trong những công ty tiên phong đầu tiên của huyện tham gia chương trình. Cùng với đó là công ty đã chủ động nghiên cứu và phát triển xây dựng 3 sản phẩm chè Tuyết San và đã được huyện và tỉnh công nhận là 3 sao OCOP của huyện Tổ Chùa. Qua đó cũng đã góp phần thúc đẩy quảng bá sản phẩm được nhiều hơn đến người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng nông sản trên địa bàn huyện và tăng thu nhập cho người dân. Thế đối với chính sách của huyện thì trong năm 2019 thì huyện cũng đã hỗ trợ cho công ty trong việc là làm biển quảng cáo để hỗ trợ tuyên truyền sản phẩm, cũng như là hỗ trợ một phần để đầu tư máy móc, thiết bị sản phẩm để nâng cao cái giá trị sản phẩm chè. Với tổng số gần 8.000 cây chè hàng trăm năm tuổi, huyện Tổ Chùa được Viện Nghiên cứu Chè đánh giá là nơi có mật độ cây tập trung lớn so với các địa phương khác trong cả nước. Chè Tuyết San cổ thụ đã được bảo tồn và phát triển mạnh mẽ trên vùng đất cao nguyên Tổ Chùa khô cằn, sỏi đá. Những cây chè hay những diện tích chè mới trồng đang vươn mình khẳng định vị thế trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của đồng bào các dân tộc. Việc thay đổi cách nghĩ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Công ty Hương Linh đã bước đầu thành công trong xây dựng thương hiệu chè Tổ Chùa. Trong thời gian tới thì việc đầu tiên công ty sẽ làm đó là phát triển thị trường để có thể đẩy mạnh được thương hiệu đi đến với tất cả các người dân ở trong tỉnh là đầu tiên cũng như là cả nước và xa hơn nữa đó là thị trường nước ngoài. Và song song với việc đó chính là việc mở rộng tuyên truyền cho người dân có thể là vừa khai thác, vừa bảo tồn, vừa phát triển cho vùng chè cổ thụ Tổ Chùa. Trải qua bao mưa nắng dãi dầu, cây chè Tổ Chùa vẫn kiên tâm bám đất ngậm xương để lớn lên và lặng lẽ sống bên những người nông dân nghèo khó. Chè và người bám bện lấy nhau vượt qua bão tố mưa dông. Cái tên gọi chè cây cao Tổ Chùa, chỉ tên gọi đó thôi đã đủ cho thấy cái đặc trưng riêng của cây chè trên núi ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Có lẽ vì yêu vùng đất Tổ Chùa, yêu những người sống trên mảnh đất này mà Nguyễn Mỹ Linh càng có động lực tìm tòi sáng tạo để cây chè sinh lợi nhiều hơn và giúp những gia đình sống trên đó có cuộc sống ngày một khấm khá hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tổ Chùa. Chương trình của chúng tôi xin kết thúc tại đây.